Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Ngày hôm nay thì giới thiệu với tất cả các bạn một số cái phôi mẫu đơn mới về các bạn nha. Đầu tiên là một cái phôi có cái hoành, có cái chiều cao, là cao luôn nha, cao 2 mét mấy nè các bạn. Chiều cao của nó là 2 mét 7, 2 mét 7 các bạn nha. Và hoành của nó, hoành thân của nó là 36, một cốt hai thân, một cốt hai thân, một cốt hai thân các bạn nha, một cốt hai thân, hoành 36 và chiều cao là 2 mét 7 các bạn nha, 2 mét 7, dưới nhà luôn các bạn ơi. Hoành 36 và chiều cao 27. Rễ cái phần cái cây này thì nó có bị một cái phần da nó bị rộp các bạn nha, cấn cái đá rộp da nhưng mà nó không có hề hớn gì hết nha. Phôi này thì giao lưu các bạn với giá là 600.000, 600.000 giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Rồi tiếp theo là mã MD2, hoành 30, chiều cao 80 các bạn nha. Hoành 30, chiều cao 80. Đây. Một chốt, hai chốt, ba chốt, bốn chốt, bốn thân các bạn nha. Hoành 30, bốn thân. Bốn thân. Hoành 30, bốn thân, rất là đẹp luôn. Dáng bay. Đế đế nằm xuống ha bạn ha, thân chốt, thân chủ nó nằm xuống. Rồi nó lượn lên. Mà cốt chính nó lắc lượn đẹp không? Phôi hoành 30 và chiều cao 80 các bạn nha. Phôi này thì giao lưu các bạn với giá là 400.000 các bạn. 400.000. Bạn nào thích thì rước em về nha. Cũng ra khá là hay các bạn. Tiếp theo là mã MD3. Hoành 33 và chiều cao là 1,1 m. Hoành 33, chiều cao phải 1,1 m các bạn nha. Cây rất là hay các bạn. Dáng bài rất là đẹp luôn. Bài rất là đẹp. Cây như vậy đủ đúng thế luôn các bạn. Về mình ghép dòng mẫu đơn lá nhỏ cũng đẹp mà mẫu đơn lá chung cũng đẹp luôn. Hoành 33. Bầu cứng ngắc nha các bạn nha. Rễ bao la. Cây này thì giao lưu các bạn với giá là 500.000 các bạn nha. 500.000. Bạn nào thích thì mình liên hệ ha. Rồi, tiếp theo là mã MD4, một cái phôi cực kỳ là đã luôn nè các bạn ơi. Phôi này quá đã các bạn ơi. Một cái cây nó có 3 thân các bạn. 3 cốt 3 thân luôn, bay lùa. Sao mà đẹp giấy trời. Cái này có hoành tổng của nó là 68 nha, hoành tổng 68. Hoành cốt phía bên phải, phía bên trái các bạn là 30, cốt giữa là 29 và cốt nhỏ nhất là 26. Chiều cao của nó là 90. Đó. Cây rất là đẹp nha. Phôi này giao lưu các bạn với giá là 1 triệu 800 nghìn. Rồi tiếp theo là mã MD5. MD5 là một cái phôi hoành 30. Chiều cao của nó là 80. Chiều cao 80. Cây này cũng hay các bạn. Cây này nhìn cũng hay. Hoành 30 nhưng mà nhìn cũng hay các bạn ơi. Cây này về cái mình đặt về luôn, mình chơi luôn. Rồi xong mình ghép luôn à. Ghép luôn là ngon lành nha. Hoành 30, chiều cao 80, nó có một cái rễ treo xuống nhìn rất là hay đó. Hoành 30, chiều cao 80. Phôi này thì giao lưu các bạn với giá là 500 nghìn. 500 nghìn các bạn nha. Bạn nào thích thì mình liên hệ. Hoành 30, chiều cao 80. Rồi tiếp theo là mã MD6. MD6 có hoành thân của nó là 46 và chiều cao là 50, đúng chuẩn bonsai cho các bạn chơi luôn nha. Đúng chuẩn luôn các bạn ơi. Cây quá đẹp. Nó quá đẹp luôn. Hoành 46 và chiều cao là 50. Cây rất ok, là bệ đế thôi, ngon lành luôn. Ngon lành cành đào. MD6 hoành 46, chiều cao 50.
phôi này thì giao lưu các bạn với giá là 1 triệu 300 nghìn, chưa bao gồm phí vận chuyển ha. 1 triệu 300 nghìn cho mã MD6. Bạn nào thích thì mình liên hệ ha. Số điện thoại thì em để ở phần tiêu đề của video. Số điện thoại cũng là số Zalo của em luôn nha các bạn nha. Rồi chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở video tiếp theo. Chào các bạn.